Hello, xin được chào tất cả mọi người. Rồi chào tất cả anh em đang có ý định chế xe ba bánh hoặc chế một xe nào đó nó gọi giống như gần như xe ô tô bây giờ rồi. Đấy. Trên mạng người ta cũng có tham khảo rất chi là nhiều để cho anh em giới thiệu chi tiết để chế được một con xe ba bánh. Hôm nay mình sẽ bên mình chuyên bán phụ tùng nhá. Đấy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em để chi tiết để mình chỉ bán cái bộ phận phui cho đằng sau thôi. Cái bộ phận đằng trước thì mình lại không bán ấy. Giờ thì mình đang hết hàng Tết rồi. Đấy. Đấy, hôm nay mình giới thiệu một số combo như này cho anh em xem. Đấy. Giới thiệu chi tiết một chút về con máy. Máy đây là con máy Lifan anh em nhé, Lifan 125. Đấy. Đây là bước đầu tiên anh em có máy rồi thì anh em bỏ qua phần máy. Đấy. Con máy này thì anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại mình sẽ bán máy, mình chuyên bán máy luôn mà nhé. Đây. Đây là đây cái khớp lối này anh em nhé, để lối trực tiếp vào cái mô cầu này. Đấy. Còn đây là hộp số mình sẽ giới thiệu cho anh em là số 4 cấp. Số 4 cấp này lấy từ con xe Suzuki Sucoc hoặc là con Daewoo. Đấy. Đấy, chi tiết anh em số dây đây, cần số rồi dây theo đủ bộ hết. Con này 4 cấp có số lùi nhá, thì con này là anh em yên tâm là cực khỏe luôn. Đấy, viện đồng tốc của cái con máy này là ok, anh em vào số anh em ấy là khỏe nhất, anh em không cần phải mua hộp số đảo chiều tiến lùi nữa. Đấy, hộp số đảo chiều tiến lùi thì bên mình cũng cung cấp luôn. Đấy, lúc anh em nào thích mà không mua cái hộp số đây, nếu mà anh em là không thích cái ấy thì anh em có thể mua anh em lắp ráp vào cái không cần hộp số năm tạ thì anh em tải nhẹ mà. Thì anh em sẽ vào đây. Đấy, hộp số này thì anh em liên hệ trực tiếp nhé. Đấy, đây là hộp số năm tạ. Mình sẽ bán theo luôn cầu. Cầu thì nó dao động, mình có nhiều loại cầu, nó từ 80 đến 1m2. Bây giờ bên mình chỉ còn cái cầu 1m2 thôi. Đấy, thứ ngày thời điểm ngày hôm nay. Nếu mà anh em xem clip này về sau, về những cái tháng về sau thì chắc là mình có thì anh em gọi điện trực tiếp xem hỏi cầu không còn cầu không. Đấy. Đây là mình bán theo cái bánh 400-12 nhá. Đấy. Đủ theo mầm là răng, lắp vừa cho cái này. Còn đôi nhíp anh em nhá. Đôi nhíp này, nếu mà anh em không thích nhíp nhíp ngắn này thì mình sẽ có nhíp dài. Nhíp dài thì mình đang bán giờ là bán 1 triệu một đôi. 1 triệu một đôi. Đấy là 200 phí vận chuyển, nữa là 1 triệu 2. Nhíp dài, nhíp của xe làm tạ, nhíp dài nhá, 4 lá. Đấy. Đấy, combo bổ bộ. Còn đây này, chứ hôm nay là cái hộp số này. Nếu anh em nào thích hộp số 4 cấp này thì mình sẽ bán với cái giá, mức giá thì anh em gọi điện trực tiếp số điện thoại. Mức giá thì sẽ đeo đủ hai khớp này. Một khớp lối này nhá, thì là gắn vào xe vào cái nhông này. Đấy. Còn cái khớp thứ hai anh em sẽ có cái khớp này ra, mà nó có khớp ấy vào đây để về anh em chỉ việc chế một cái bộ đầu lối xuống, trục cắt đăng xuống thôi. Đấy. Rất chi là dễ dàng rồi. Đấy. Anh em chỉ cần như vậy thôi. Đấy là hộp số 4 cấp. Anh em bao ngọt bao đẹp mà bao vào số êm. Nếu mà không ngọt không đẹp mình đổi bạn một bộ số khác luôn. Vì cái chỗ bên mình là bảo hành hộp số luôn. Anh em mà đừng bảo đừng cũ nhá. Cũ thì cái hộp số thì nó không bảo hỏng được, số cực ngon luôn. Đấy. Bao xịn luôn cái số đấy. Bao đổi luôn. Đấy. Combo bộ hộp số có cả dây rồi hai khớp lối thì anh em cứ gọi số điện thoại kia của mình thì sẽ được tư vấn luôn là cái hộp số hai cái dây đấy. Đây mình quay chi tiết một chút. Đấy. Chia cầu đấy. Anh em nhìn đẹp, quá đẹp luôn. Đấy. Cung cấp máy thì gần Tết rồi, mình còn một ít thôi. Đấy. Ra riêng thì chắc thoải mái nhiều. Anh em cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình ở Bắc Giang nhé. Ship hàng COD toàn quốc. Đấy. Bao ship hàng toàn quốc luôn nhé. Đấy. Hàng mình là toàn hàng ship code. Nhận hàng thanh toán tiền qua bưu điện nhé. Anh em chưa mua bao giờ thì anh em cứ liên hệ, mình sẽ giới thiệu cách thức đấy. Mà mình bán lẻ hết tất cả các loại mọi đồ luôn, không thiếu gì cả đấy. Cốt là giá thì anh em cứ giá rẻ thôi, không phải giá đắt đâu. Anh em cứ gọi tham khảo giá đấy, trả lời chi tiết tư vấn cho anh em đấy. Rất chi là đẹp luôn đấy. Hộp số 4 cấp và rất chi là ngọt đấy. Rất chi là đấy, đầy đủ hết khẩu số nhôm clip. Cái này nếu mà nhập ở Trung Quốc thì là cái hộp số mới thì nó cũng vào trên 3 triệu cơ, nhưng mà để tiết kiệm chi phí mà nó vẫn ngon, dùng hàng của Nhật thì anh em mua bộ này của Suzuki 5 tạ thì là sẽ rẻ hơn. Nếu của Nhật nó phải gần 4 triệu đấy. Đấy, nếu mà hàng tàu đấy,
Đấy, quay chi tiết một chút như vậy đây. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình. Đây, quay chi tiết một chút được sát này. Mình hơi bẩn, mình chưa cọ rửa gì cả. Được, cảm ơn anh em xem video. Anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Sau đó clip là hướng dẫn, mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn một chút. Rồi, chào tất cả anh em.